Hôm nay thì Devashop nhập về được 10 chiếc bật lửa Galaxy màu xanh vàng. Cái mẫu Galaxy xanh vàng này là cái màu rất là hiếm và cứ nhập hàng về được đợt nào là hết đợt đấy, thề luôn. Mẫu này có giá là 3 triệu 500 ngàn đồng. Thì đây là cái phân khúc bật lửa cao cấp. Cái màu xanh này là cái màu xanh sơn mài chính hãng nhé, và được bọc trong vòng 28 tuần. Còn cái màu vàng này là một lớp vàng 18K. Đấy, các anh có thể nhìn thấy cái màu sắc nó phối với nhau cực kỳ đẹp luôn. Đây là hàng chính hãng đến từ London và sử dụng ga. Thì các anh có thể nhìn thấy dưới này nhá, có hai cái lỗ này, lỗ này để tháo ra để bơm ga vào này, còn lỗ này để điều chỉnh cái đường là to nhỏ nhá. Dưới này có các cái chi tiết như là London, Galaxy, series của số máy này. Đó, và cách mở thì thế này, mở này thôi. Con này thì em chưa đổ ga vào, chưa bơm ga vào nên là nó chưa thể lên lửa. Và em cũng hạn chế bật để giữ cái tình trạng mới 100% đến các anh. Ở dưới cái nắp thì các anh có thể nhìn thấy cái dòng chữ Galaxy nó hiển lên ở đây luôn này. Đấy, cái nắp này, người ta gia công ở bên trong luôn, nhìn rất là đẹp. Đúng là hàng chính hãng có khác. Ok, sản phẩm có giá là 3 triệu rưỡi các anh nhé. Còn 10 chiếc duy nhất. Thì các anh nào thích thì đặt, để lại số điện thoại đặt hàng nhé. Nhìn rất là đẹp. Ok, chào các anh.